Nếu muốn niệm Phật đạt định không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại Sư ngài dùng một đời có thể giúp chúng ta, chúng ta có thể học tập. Phương pháp của ngài là ba thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng, tốc độ niệm Phật không nên nhanh. Ấn Quang Đại Sư niệm từng chữ từng chữ, chữ chữ phân minh rõ ràng, lỗ tai nghe rất rõ ràng, nghe âm thanh bản thân niệm Phật. Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy nhớ rất rõ ràng. Phương pháp ghi nhớ của ngài là từ 1 đến 10, sau đó lại từ 1 đến 10, vĩnh viễn là 1 đến 10. Không nên đến 11, 12, không niệm như vậy, 1 đến 10. Câu niệm Phật này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu. Dùng tâm ghi nhớ, không nên để lại dấu vết. Không nên nói A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, vậy là sai rồi. Như vậy là không được. A-di-đà-phật, 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 trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy. Như vậy tạp niệm sẽ không xen vào. Là một biện pháp rất tốt. Ấn Quang Đại Sư một đời niệm Phật chỉ dùng cách niệm như vậy. Có rất nhiều người niệm Phật không thể nhiếp tâm, vọng niệm rất nhiều. Đi đến giáo ngài, ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ, rất có hiệu quả. Mọi người có thể thử xem.